파란 하늘에 핑크 빛 구름 네 손에 나에게 준 초콜릿 I'm feeling so good 눈에 보이는 모든 게 예뻐 You already made my day. 잇 nối chương trình đi du lịch một mình và thật là bất ổn. Mình vừa mới từ Măng Đen về đến Pleiku. Và hãy nhìn thời tiết đi. Đang mưa. Tôi không hiểu tôi chọn cái ngày đi du lịch kiểu gì mà nó đúng cái đợt mưa luôn. Ôi trời ơi, chuyến đi bất ổn. Cái homestay này cũng khá là cute. Cây nhà lá vườn. Và một chiếc ao ở đây. Cũng khá là may cho mình là cái chặng đường khi mà từ Măng Đen về đến Pleiku thì mình lại bắt được xe. Xe đấy thì hôm nay chỉ là chở hàng thôi, nhưng mà anh ấy đã tốt bụng, anh ấy đã cho mình đi ké. Vậy nên là chi phí nó rất là tiết kiệm. Nghĩ là cái chuyện chi phí cũng là một cái điều mà các bạn rất là quan tâm khi mà các bạn quyết định là có nên đi du lịch một mình hay không. Thì ở cái phần đầu của clip Măng Đen thì mình không có nói đến cái đoạn chi phí này bởi vì mình quên luôn. Vì mình đã đi một mình quá là nhiều rồi, thế là mình kiểu đã quen với cái việc phải chi trả hết tất cả mọi thứ một mình và không share với ai ấy. Thế là mình quên mất là mình phải nói đến cái phần chi phí đấy. Nhưng mà ở trong chuyến đi Pleiku này thì mình sẽ nói cho các bạn về tất cả mọi thứ mà mình đã chi trả ra sao. Mình là một cái đứa mà ăn rất là ít và rất là dễ bị no, nên là mỗi khi mà mình đi du lịch một mình thì mình ăn rất là xuề xòa. Mình chỉ làm cốc mì này, hoặc là đi mua một cái bánh mì rồi ăn cho qua bữa thôi. Cũng như kiểu là để đạt KPI, để chống đói, để có thể tiếp tục đi du lịch ấy. Thế nên là mình cũng rất là ít có cái cơ hội có thể ăn được những cái món đặc sản ở cái vùng đấy, bởi vì với sức của mình thì một mình không thể nào mà ăn nổi. Vậy nên là cũng khá là đáng tiếc. Và đây là cái mà mình nghĩ rằng đấy là cái điểm trừ lớn nhất khi mà mình đi du lịch của mình, vì mình thực sự là không thể thưởng thức được những cái món ngon ở đó. 3 hours later. Thói quen của mình mỗi khi đi du lịch một mình thì chính là sẽ đến cái ngôi chùa nổi tiếng ở thành phố đấy. Ví dụ như đầu năm thì mình có một chuyến đi solo travel ở Huế, thì mình cũng có ghé qua chùa Thiên Mụ. Thì đương nhiên đấy cũng là một cái danh lam thắng cảnh không nên bỏ qua ở Huế rồi. Còn khi mà mình đến với Pleiku thì ở đây nổi tiếng với chùa Minh Thành. Chùa Minh Thành này thì có cái kiến trúc giống như của bên Nhật, theo như mình tìm hiểu là như vậy. Nói chung mình vốn không phải là một người quá am hiểu về chùa chiền hay là chuyện tâm linh gì cả. Mỗi khi đi du lịch một mình, cái việc mà ghé qua một ngôi chùa nào đó nó như là một thói quen đối với mình rồi. Và mỗi khi mà mình bước vào chùa, mình cảm thấy cuộc sống thật sự là rất là an yên và yên bình. Nó khác xa với những cái thứ xô bồ rồi chật chội ở bên ngoài kia. Đây chính là món phở khô mà mọi người thường nói. Thì cái món này mình đã ăn ở Buôn Mê Thuật hồi đầu năm rồi nên là cũng không xa lạ lắm. Bạn sẽ đổ cái nước này vào đây này để trộn thì ăn nó sẽ ngon hơn. Chocolate. I'm feeling so
모든 게 예뻐. You already made my day. 다가와서 꽉 안아줄 때 충전되는 이 느낌. 너와 함께라면 어디든 좋아. 아쉬운 난 액트. Oh, you're my sunny day. 손을 잡아 너의 주머니에 넣는 나를 바라봐, 바라봐. 너와 함께라면 어디든 좋아. Ông trời là thấu lòng người. Hôm qua trời mưa bao nhiêu thì hôm nay trời nắng bấy nhiêu. Thật sự trời quá là đẹp luôn đấy. Và biển hồ Pleiku thật sự là giống hết trong bài hát. Nó đẹp kinh khủng ý các bạn ạ. Đẹp lắm ý. Thật là thích. Giờ thì mình sẽ di chuyển ra núi lửa Chư Lăng Nha, cách biển hồ Pleiku khoảng 12 km. Nhưng cũng may, có vẻ nó là một đường thẳng nên cũng không khó đi lắm. Mong là vậy. Lên đường thôi. Cái đường mà đi lên núi lửa ấy thì không khó để bắt gặp được những cái vườn cây cà phê này. Và mình vừa thấy mấy bác nông dân còn đang hái quả cà phê. Bên đường đều là hoa dã quỳ luôn. Và mọi người đang tập trung ở dưới kia rất là đông để chụp ảnh. Nhưng mà mình sẽ cố đi lên thêm một đoạn để lên đến núi để xem thế nào. Trời ơi, đẹp dã man. Hoa xinh cực. Hoa xinh cực. Du du. Thật là mãn nguyện luôn ý. Hãy nhìn đi. Cỏ lau này, hoa dã quỳ này. Quá đẹp. Mọi người có thể đi bộ lên núi lửa, nhưng mà lúc nãy mình đã chọn phương tiện là xe máy. Họ sẽ chở mình lên và mất 50.000 một người. Thì cái đường đấy thật sự là mình không biết đi xe số nên mình không thể là mà tự lái được. Xong rồi họ sẽ đưa mình lên một đoạn, xong rồi mình sẽ phải tự đi bộ lên một đoạn. Thì cái đoạn đi bộ này thì cũng dễ nên là đi được. Đó. Kiểu mỗi lần mà mình đạt một cái thành quả gì, một cái mục tiêu gì trong cái chuyến đi đấy,
kiểu mình cảm thấy rất là kiểu tự hào về bản thân và rất là hạnh phúc ấy. Và đấy là lý do mình lại tiếp tục những cái cuộc hành trình một mình, những cái chuyến hành trình một mình như này. Và mình thấy không hề cô đơn một chút nào ấy. Bởi vì hãy nhìn đi, hãy nhìn mình làm đi. Mình có thể làm mọi thứ mình muốn, mình có thể đạt được tất cả những thứ mà mình cần, chỉ cần mình cố gắng quyết tâm. Thật sự à, nghe hơi deep nhưng mà lái xe một mình đi giữa đường thì thật sự là cũng khá là nguy hiểm đấy. Cũng không phải không đâu. Lúc mà ở trong thành phố hay là phải đi kiểu về, ví dụ chỉ cần đi Tam Đảo thôi là mình cũng chả dám lái xe rồi, bởi vì có rất là nhiều xe tải trên đường quốc lộ. Nhưng mà chả hiểu sao mỗi lần mà mình đi du lịch của mình ấy, kiểu cái gì mình cũng làm được, cái gì mình cũng quyết tâm làm được, kiểu mình không sợ bất cứ một cái gì ấy. Ông trời ơi, cảm ơn ông trời những chuyến đi. Thật sự rất là biết ơn luôn ấy. Đẹp lắm ấy, kiểu không góc chết, góc nào cũng đẹp, ánh sáng ở đâu cũng đẹp ấy. Mình có nên ăn qua đỉnh núi bên kia không nhỉ? Thiên Bình, quyết đoán lên. Nếu các bạn không biết thì mình là mệnh hỏa, lửa trên núi. Và đây, lên núi tôi phải giống như trở về nhà chứ. Mà sao nó khủng khiếp thế này. Bùng cháy lên. Yeah. Có vẻ như là mình sẽ đi được đường này. Thử xem sao. Đây. Có vẻ đây là đường mòn. Mình đang đi một chiếc gì? Một chiếc bút. Nên là khá là đau chân. Ôi, hãy nhìn cảnh tượng này. Quá đẹp. Years later. Lên đến đỉnh rồi các bạn ơi. Toàn người miền Bắc. Có hoa đấy, có hoa này, tàu bay là cái đẹp chứ phụ nữ. Hoa là đẹp các bà thôi. Đó, mình vừa ở đỉnh núi bên đó về rồi. Thật sự mãn nguyện. Người ta ghi là đây là nơi đẹp nhất của núi lửa Siêu Đăng Gia, nhưng mà theo mình thấy thì cả đoạn đường mới là đẹp nhất. Mát quá. Hôm nay nắng nhưng mà vẫn có gió thổi. Thế là người nhễ nhại mồ hôi nhưng vẫn mát. Ôi, thật là dễ chịu. Và đây là cái váy của mình. Trời ơi. Chắc mình sẽ đi về nhà thôi và kiếm cái gì đó để ăn. Giờ cũng là tầm trưa rồi. Đi đúng lúc mặt trời lên đến đỉnh. Nóng khủng khiếp. Chiều thì mình sẽ ra quán Trốn Cà Phê để đọc sách và ngắm hoàng hôn. Cái quán đấy thì ở ngay trong trung tâm thành phố thôi, rất là gần. Cũng gần với cái homestay mà mình ở. Hẹn gặp lại vào buổi chiều.
Gần trung tâm thành phố thôi. Các bạn có thể search công viên Đồi Thông ở trên Google Maps thì sẽ ra. Xung quanh mình bây giờ là chỉ có cây cối thiên nhiên. À nhưng mà có một cái công trường gì đấy ở gần, thế nên là nếu mà có ẩm quá thì các bạn cũng thông cảm giúp mình nhá. Uống một chút cà phê nữa nào. Trưa nay thì mình cũng sẽ ra sân bay để về lại Hà Nội thôi. Kết thúc chuyến đi 4 ngày 3 đêm Măng Đen và Pleiku, thì phần quan trọng nhất mà mình cũng đã đề cập đến đầu video là mình sẽ liệt kê hết tất cả những chi phí mà mình đã đi trong chuyến đi này. Thứ nhất là về vé máy bay, thì mình mua vé máy bay của Vietjet và vé đợt đấy là chỉ có 36 hay là 48 đồng gì đó. Mình săn sale được bóng 29, mình đã mua cách đây 3 tháng.
thì mình chỉ mua với giá là 1,2 triệu cho khứ hồi, rất là rẻ. Thứ hai là về tiền khách sạn, thì ở homestay ở Măng Đen thì một đêm có giá là 450.000. Thì mình ở đấy chỉ có một đêm thôi, thì thuê xe máy ở Măng Đen thì mất 150.000 với xe tay ga. Còn chi phí đi lại từ Pleiku đến Măng Đen và từ Măng Đen về lại Pleiku thì mình cũng khá là may mắn, vì mình đã kể đấy là mình đi xe ghép. Chuyến đi thì mình đi xe ghép với 4 người khác, à với 3 người khác, thì tổng cộng là 4 người không, thì là mỗi người 200.000. Còn chiều đi, à chiều về thì mình đã may mắn gặp được một anh lái xe, anh ấy chở hàng. Xong rồi anh ấy điện cho mình bảo là: ê bây giờ anh phải về Gia Lai gấp, chính là về Pleiku ấy, thì em còn muốn đi không? Một chiều đấy của mình chỉ có đúng 100.000. Và tổng cộng chi phí đi lại của mình như thế, đáng nhẽ nó phải gần 2 triệu, bây giờ nó thành chỉ có 300.000, rất là rẻ. Thì khi mà mình lên đến Pleiku thì mình ở cái homestay này trong khoảng 2 ngày, thì tổng cộng là 800.000 cho 2 đêm. Mình đã đặt sẵn ở trên Agoda. Có một cái điều cũng khá may mắn là cái hôm đấy lúc mà từ Măng Đen di chuyển về Pleiku thì mình đến sớm quá, mình đến sớm so với giờ check in, thì cái người khách ở trong cái phòng mà mình book ấy thì vẫn chưa ra. Thế là các anh chị kiểu cho mình một cái phòng VIP hơn. Bởi vì các anh chị bảo là em đi một mình đúng không? Thế nên bây giờ chị sẽ chuyển em sang phòng VIP hơn. Thì dù sao thì em cũng đã trả tiền rồi, thế nên là chị sẽ không tính tiền cái này. Kiểu trời ơi, tại sao lại may mắn như thế, kiểu các anh chị tốt thế. Xong rồi mình phải cảm ơn rối rít luôn. Đó, hết 800.000 cho 2 đêm. Còn thuê xe máy thì là 150.000. Xe tay ga cũng giống như ở Măng Đen, thì mình thuê trong 2 ngày thì hết 300.000. Tổng thiệt hại về những cái mà bắt buộc phải chi trả thì mình hết khoảng 3,2 triệu. Còn về tiền ăn hay là tiền taxi từ Hà Nội lên sân bay hay là như thế nào đấy thì mình không tính vào đây, bởi vì mỗi người có một cái lựa chọn phương tiện riêng và mỗi người lại có cái kiểu ăn khác nhau. Ví dụ như mình luôn nói là mình ăn rất là ít, nên là mình thường ăn vặt linh tinh thôi, mình không chú trọng đến khoản ăn uống lắm. Thế nên là mình cứ coi như là tổng cả tiền taxi linh tinh lẫn tiền ăn là 1 triệu đi. Thì tổng chi phí các bạn phải chi trả cho 4 ngày 3 đêm ở Măng Đen Pleiku là 4,2 triệu. Mình nghĩ với số tiền đấy nó cũng không phải quá cao đâu. Nếu mà bạn là sinh viên mà bạn muốn đi một mình trải nghiệm thì bạn cũng có rất là nhiều cái cách thức khác nhau để có thể tiết kiệm tối đa cái chi phí. Ví dụ như là bạn có thể ở dorm thay vì ở homestay như mình. Nói chung là rất là nhiều lựa chọn ấy. Ở trên Măng Đen hay là Pleiku mình thấy cũng rất là nhiều homestay khác nhau với giá cả khác nhau, nên là các bạn có thể cân nhắc và lựa chọn. Về khoản xe cộ thì mình nghĩ là đi xe máy là cái cách để có thể giảm thiểu tối đa cái mức chi phí rồi. Thế là mình thấy chuyến đi này cũng khá tiết kiệm. Hầu như các chuyến đi du lịch một mình của mình thì toàn là vào 4 ngày 3 đêm, thì chi phí nó cũng chỉ loanh quanh tầm 4-5 triệu thôi. Nhiều nhất thì chắc có thể là 6 triệu. Nhưng mà mình nghĩ cái đấy cũng không quá chênh lệch. Mình thì có thể chi trả được. Nhưng mà nếu mà một năm, như năm nay mình đi không biết bao nhiêu lần rồi. À, và số tiền đấy nhân với số lần mình đi. Thôi, tiền là giấy mà các bạn, tiền là giấy. Không, thật ra là tiền là polymer. Nói qua về chuyến đi vừa rồi thì mình thấy khá là hài lòng. Tức là tất cả mọi hoạt động mà mình tham gia vào hay là những cái nơi mà mình đến đều rất là tuyệt vời và hoàn hảo. À đương nhiên là trừ Măng Đen, cái trận mưa đấy là mình chả nhìn thấy một cái gì bình minh hay là hoàng hôn cả. Nhưng mà không sao, đấy là cũng là một cái trải nghiệm khác mà mình không hề ngờ tới, đúng không? Và một cái điều mà mình nghĩ là mình cũng đã khá là quen rồi khi mà mình đi du lịch một mình, đấy là gặp ai thì họ cũng bảo là: em đi một mình à? Sao em không đi với bạn? Tại sao em đi một mình? Có động lực nào lại khiến em đi một mình? Trời ơi, chẳng có động lực nào cả, ngoài cái việc là mình rất là ưa thích dịch chuyển, mình rất là ưa thích cái việc đi du lịch và mình muốn tự bản thân mình khám phá tất cả mọi thứ xung quanh mình. Đấy là một cái hay mà. Nên là mình nghĩ những chuyến đi lần sau mình sẽ treo luôn cái biển ở đây là
tôi đi một mình. Để mọi người đừng có hỏi nữa. À đấy, phải gửi lời cảm ơn chân thành đến cái ví tiền của mình. Chị chỉ mong rằng em sẽ luôn thở đều để chị có thể tiếp tục được những cuộc hành trình một mình như thế này. Thật đấy các bạn ạ, hãy cảm ơn ví tiền của chúng ta. Nhà tài trợ vàng đó. Thì mình sẽ ngồi ở đây đọc sách, ngồi chiêu chiêu một tí, xong rồi sẽ quay trở lại khách sạn và ra sân bay thôi. Rất cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye. Pretend I'm fine.